Chào mừng anh em đến với chuyên mục giới thiệu Pokemon, mà hiện tại tôi chủ yếu nói về những Pokemon mới xuất hiện trong game Pokemon Legends Arceus. Và trong video này sẽ là Hisuian Lilligant, một trong 10 Pokemon mà người dân vùng Hisui tôn thờ vì nhận được sự ưu ái từ Arceus. Lilligant vốn là một Pokemon được giới thiệu vào thế hệ game thứ 5 ở vùng Unova. Đây là dạng tiến hóa của Petilu mang đơn hệ cỏ, thường được nhớ đến bởi vẻ đẹp tiểu thư đài các và cũng rất là mong manh dễ vỡ, theo cả hai nghĩa luôn. Dạng vùng miền của Lilligant ở vùng Hisui này thì có đôi chân được chui rèn do thường xuyên phải trèo lên những ngọn núi phủ tuyết và mang song hệ mới là cỏ và giác đấu. Cái song hệ này cũng không phải là mới lạ lắm, chúng ta đã có Breloom, Virizion và Chestnut. Trước tiên phải nói là cái gì kết hợp với hệ cỏ thì đa số sẽ bị lởm đi ấy, bởi vì cái hệ này nó bị quá nhiều thứ khắc chế. Cụ thể là song hệ cỏ và giác đấu bị đến 6 hệ khắc, trong đó nhân gấp 4 lần sát thương từ hệ bay. Những hệ còn lại là độc, lửa, siêu linh, băng và tiên. Nghe kinh khủng quá nhở? Cơ mà ít ra nó cũng kháng được khá là 6 hệ, đó là đất, nước, đá, cỏ, điện và bóng tối. Nói chung đây không phải là một song hệ quá tệ, nhưng chắc chắn là cũng không xuất sắc. Thường tôi hay nói là những Pokemon công kích nhanh chóng nó không thực sự quan tâm nhiều lắm đến những điểm yếu X4, bởi vì bị ăn một phát đánh bình thường có thể cũng đã ngắc ngoải rồi, ăn X2 thôi cũng hầu như là nằm luôn, cho nên có bị X2 hay là X4 cũng không khác gì nhau cả. Mà nếu mình đủ nhanh để hạ gục đối thủ trước thì cũng không phải lo nó lợi dụng điểm yếu. Ví dụ như con Weavile, nó rất nhanh, đánh rất khỏe, cũng có nhiều điểm yếu, nhưng điều đấy không ngăn được mọi người sử dụng nó rất là rộng rãi. Hisuian Lilligant cũng là một Pokemon khá nhanh và khá mạnh. Tổng chỉ số cơ bản của nó thuộc vào hàng hơi thấp một tí, nhưng được phân bố toàn vào những chỗ có lợi. Con này nó còn có cả đặc tính Chlorophyll để tăng gấp đôi tốc độ dưới nắng nữa, cho nên hiển nhiên nó sẽ là thành phần rất quan trọng của team nắng, thậm chí còn nhanh hơn cả Venusaur rất nhiều, và ngay cả khi không có nắng thì nó cũng đã khá nhanh rồi. Hai đặc tính còn lại của Lilligant, một là Hustle sẽ tăng gấp rưỡi công vật lý, nhưng mà các chiêu thức vật lý sẽ bị giảm 20% độ chính xác, sẽ rất là mạo hiểm. Còn Leaf Guard thì sẽ chặn những hiệu ứng bất lợi khi mà trời nắng. Có điều nếu là trời nắng thì rõ ràng tốc độ sẽ có lợi hơn trong trường hợp của Hisuian Lilligant, đúng không? Vốn là con Lilligant của vùng Unova cũng có Chlorophyll, nhưng mà cái đơn hệ cỏ công kích quá là phèn, cho nên ngay cả khi nó có Quiverdance đi nữa thì cũng không phải là một sự lựa chọn tốt cho lắm. Sự bổ trợ của hệ giác đấu đã mở rộng cái tầm phủ sóng cho Hisuian Lilligant thêm rất nhiều, đặc biệt là đỡ ngán cái bọn hệ thép. Mặc dù cả hai hệ này đều bất lực trước hệ bọ, hệ bay và hệ độc. Trong đám đấy thì có rất nhiều đứa tay to mặt lớn như là Gengar, Charizard, Dragonite, Dragapult, Aegislas, Titanflame, Zapdos, Salamence, Naginado, kiểu cực kỳ nhiều luôn ấy, nhưng mà có tăng là vẫn có hơn cái đơn hệ cỏ. Cái thứ mà đáng sợ nhất của Hisuian Lilligant lại đến từ chiêu thức đặc trưng của nó, Victory Dance. Chiêu này tăng một bậc cho công và thủ vật lý, tương tự như là book up, đồng thời sẽ tăng thêm 50% sức mạnh cho tất cả các chiêu thức tấn công. Tính sơ sơ ra, những đợt tấn công của Pokemon này sau một lần boost sẽ là x2,25, mạnh hơn cả múa kiếm, đã thế lại còn lãi được thêm một bậc thủ. Đấy mới chỉ là một lần boost thôi nhé. Tôi không chắc cái chiêu này có được giữ lại vào dòng game chính y nguyên hay không. Đúng là rất tởm thật. Nếu như tìm được một cơ hội để thi triển Victory Dance chỉ một lần thôi là đủ cho nó hoành hành bá đạo. Nhưng cũng đi kèm với hàng đống điểm yếu đến từ song hệ cũng như thể lực khá là mỏng manh của Lilligant. Việc tìm được một cơ hội để setup đã là cực kỳ khó rồi. Ngay cả khi đấy thì nó vẫn rất nhạy cảm trước những chiêu thức ưu tiên, nhất là Ice Shard. Và đáng ngại nhất vẫn là cái việc nó có rất nhiều chướng ngại vật cản đường, đặc biệt là sẽ bốc hơi hoàn toàn khi thấy mặt con Titanflame. Cơ mà lo lắng như thế cũng chẳng biết đến bao giờ mới hết. Tính đến đối thủ rồi thì cũng phải tính cả đồng đội nữa chứ. Dù sao thì đặc tính và chiêu thức vừa rồi có lẽ sẽ khiến Hisuian Lilligant vươn lên trở thành Pokemon càn quét dưới nắng hàng đầu. Nó nhanh hơn Venusaur rất nhiều và cũng có Sleep Powder để du ngủ. Có những chiêu công kích siêu mạnh như là Close Combat và Solar Blade mà khá chắc là sẽ một hit bất kỳ đối thủ nào sau một lần Victory Dance. Brain Punch cũng là một sự lựa chọn không tồi để giữ cho nó sống sót, còn Leaf Blade là để dành đánh những lúc nào không có nắng. Hiện tại thì Pokemon này chưa xác định được bộ chiêu thức đầy đủ, cho nên không biết là những chiêu bổ trợ của nó có chiêu nào tốt hơn không, còn hiện tại chỉ có Poison Jab giúp cho nó thu hẹp phạm vi bị kháng lại một chút.
Life Orb có lẽ sẽ là trang bị tốt nhất cho Pokemon này để đi với team nắng. Ngoài ra thì Choice Band cũng là một sự lựa chọn không tệ, nhưng mà sẽ không tận dụng được chiêu setup bá đạo của nó. Focus Charge để có thể sống sót mà dùng Victory Dance cũng hay, sau đó có thể dùng Rain Punch để hút máu trở lại. Nhưng mà nếu trong đấu đơn mà dẫm phải đinh thì cũng căng đấy. Và đấy đại khái là những thông tin hiện tại về em Lilligant của vùng Hisui. Em này có cái gì mạnh thì cực kỳ mạnh, còn cái gì yếu thì cực kỳ yếu luôn. Đòi hỏi người sử dụng phải có phán đoán tốt và sử dụng khéo léo để có thể phát huy được. Anh em nghĩ con Lilligant này mạnh hay yếu? Hãy chia sẻ ở phần comment phía dưới nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến video này. Tôi sẽ còn tiếp tục khái quát về những Pokemon mới khác trong game Pokemon Legend Arceus. Và hẹn gặp lại anh em trong những video đấy nhé. Peace!